Nhìn cái đĩa bò tươi không đội một tí rau nào, thịt bắp hoa rõ từng thớ gân một. Chủ quán đảm bảo luôn đây là bò tươi, nói không với đông lạnh. Chuẩn ăn chơi nào đây nhỉ, cùng bọn mình khám phá nha. Hello, ở Hà Nội đây. Nay mình vẫn ốm nên giọng hơi khó nghe một tí. Giới thiệu mọi người một quán nướng mình cực ưng ý thời gian gần đây là Apple nằm trên phố Ngô Thị Nhậm. Ở đây chuyên làm bò nướng và lẩu chim. Menu được gọi theo set và giá chỉ từ 290 cành. Đã bao gồm đầy đủ các thể loại ăn kèm từ rau, sốt me, sốt trứng muối, cả gỏi xoài, bánh mì và bánh phở nữa luôn. Set nướng ở đây bao gồm hai loại cơ bản là bò và nấm. Mình công nhận một điều là thịt bò ở đây cực kỳ tươi, đảo đều tay chìm tới là thịt vừa mềm và ngọt. Quan trọng hơn cả là ở đây có sốt trứng muối thần thánh nha mọi người. Mình đã ăn rất nhiều quán nướng có sốt trứng muối rồi và ở đây mình chấm 9 điểm nha. Chưa một điểm vì cái tội quá ngon, ăn cực hao, chấm một tí đã thấy hết rồi. Bác nào mà chưa từng ăn sốt trứng muối phô mai bao giờ thì đến đây để được khai sáng nha. Đồ nướng sẽ được ăn kèm cùng với sốt me để tăng thêm hương vị cho món ăn. Nhưng về món nấm thì mình thấy là ăn không sẽ ngon hơn nha. Món thịt nấm rất thơm và đậm đà. Chấm cùng thêm một chút nước sốt ớt xanh của quán là hết ý. Vì thịt ở đây quá tươi và ngon nên bọn mình gọi một đĩa bắp bò để ăn thêm. Cái phần lõi ruột này rất giòn, quyện đều cùng nước sốt me rất hợp giờ. Đào thêm cùng ít bánh phở nữa, cả lũ bọn mình ăn hết sạch không thừa một cái gì luôn. Cả lũ khá tò mò vì ít khi ăn lẩu chim nhưng mình thật sự ấn tượng vì ở đây rất đầy đủ, lại còn trình bày cực đẹp mắt nhá. Một set lẩu 380 cành đầy đủ các loại bao gồm từ tim, trứng non, mọc mề và cây nữa. Nước dùng trong thơm và có cả hạt kỳ tử. Thịt chim nhỏ xinh nhưng mà rất chắc thịt, nhưng mà thịt mọc rất chất lượng, thả vào cái là thơm cái mùi nấm hương và mọc nhĩ luôn. Ăn cảm giác giòn vừa đủ và không có bị bột đâu. Nước lẩu thơm thanh và có vị ngọt nhẹ nhàng nên không bị ngấy tí nào. Mình mới được khai sáng cái loại trà thầu mộc đỏ này kết hợp cùng với những loại lẩu thanh nhẹ này rất hợp. Một địa chỉ nướng lẩu mình cực kỳ là ưng cái bụng các bạn thử nha.